Ngoài những cái nâng cấp bên ngoài để tăng tính thẩm mỹ cho xe và các cái vị trí trong xe thì cũng có rất nhiều thứ để nâng cấp. Nếu như các bạn nghĩ ở bên trong nội thất sẽ có thể lên vô lăng, màn hình hay là hệ thống âm thanh hay là một hệ thống giải trí nào đó khác, thì chủ hôm nay có một chủ xe đã bỏ ra gần 100 triệu đồng chỉ để nâng cấp cái vị trí ngồi cho xe. Vậy thực tế sẽ như thế nào? Bởi vì thời tiết ở Việt Nam thì rất là nóng và bộ ghế cũ của tôi thì chưa có thông hơi giống như một số mẫu xe hạng sang khác. Cái thứ hai là nếu mà bộ ghế cũ chưa mang lại cho tôi tư thế thoải mái nhất. Bởi vì bộ ghế cũ thì nó thuộc form khác nên rất nên điều lên các tính năng đầy đủ thì là điều không thể. Vì vậy nên tôi quyết định là nhập từ nước ngoài một bộ ghế mới hoàn toàn. Sự khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải là tìm một bộ ghế ưng ý và cùng với màu xe của tôi. Bởi vì màu xe của tôi là màu be thì rất khó tìm kiếm ở châu Âu. Cái thứ hai là về kỹ thuật, tôi và bên kỹ thuật phải chắc chắn rằng bộ ghế sẽ lắp đặt được đúng với xe tôi và không bị báo lỗi. Chi phí tôi bỏ ra là hơn 100 triệu và do Covid nên tôi phải mất đến gần 2 tháng mới về được bộ ghế. Thứ nhất là cái hệ thống điện. Hệ thống điện thì mình phải tìm hiểu kỹ rằng là cái hệ thống điện nó có tương thích giữa cái xe đời cũ và cái xe đời mới không. Và cái vấn đề thứ hai là phần mềm. Phần mềm nó phải tương thích toàn bộ để sao cho những cái option mà mình nâng cấp lên nó được sử dụng một cách đầy đủ và không báo lỗi. Như là mình lên, sau khi mình lên thì tất cả các option nó đều như là nguyên bản theo xe xuất xưởng của hãng BMW sản xuất ra. Đó, thì có hai cái vấn đề là một là về phần dây điện, mình đi phải chính xác và chuẩn theo sơ đồ của hãng. Và phần thứ hai là hệ thống phần mềm nó phải tương thích toàn bộ 100%. Đó. Một cái vấn đề nữa là cái phần cứng của thiết bị ấy. Tức là mình phải tìm hiểu rất là kỹ khi mà mình nâng cấp một cái thiết bị cho xe. Điển hình ở đây là cái bộ ghế. Thì toàn bộ phần khung sườn của ghế, phần ray ghế là phải tương thích toàn bộ với cả cái xe mà mình muốn nâng cấp. Từ xe đời cũ lên xe đời mới, sao cho nó hoạt động đúng theo cái chu trình của xe xuất xưởng như một cái xe full của hãng. Thực ra là cái ghế này cũng rất mình cảm thấy là rất là độc đáo. Bởi vì sao? Bởi vì hầu hết những cái ghế mà những cái xe nhập về Việt Nam thì đều không được trang bị option xông hơi, option lưng, option massage. Đó. Thì lần này mình lên cái bộ ghế này thì là thấy là nó rất là độc đáo. Bởi vì sao? Bởi vì cái ghế là cái option mà mình ngồi thường xuyên, mình trải nghiệm cái cảm giác lái trên xe ấy. Thì cái option này nó rất là tiện dụng, mà tại sao mà hãng lại không trang bị như một option cơ bản để mình sử dụng. Đó. Các cái mẫu xe sang hiện nay và ngay cả những mẫu xe bình dân thì được trang bị rất nhiều tính năng và rất nhiều option. Tuy nhiên thì có một vài tính năng và option thì không thực sự cần thiết với thị trường Việt Nam, nhưng lại có những cái tính năng thì thực sự hữu ích và cần thiết với người dùng. Tôi lấy ví dụ như cái mẫu xe mà tôi đang có ở đây thì cái tính năng mà thông hơi làm mát ghế là tính năng rất cần thiết, nhất là với khí hậu Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên thì khi mà các bạn đặt cái option này, nếu mà đặt trực tiếp từ nước ngoài, nó sẽ chỉ có giá từ 400 đến 600 đô. Nhưng mà khi mà không có tính năng này thì chủ xe đã phải bỏ ra khoảng hơn 5.000 đô để mua cái tính năng này và tự đặt về nước ngoài. Ngoài những cái khó khăn và trong cái vấn đề đặt hàng ra thì cái khó khăn nữa đó là trong cái vấn đề lắp đặt và vấn đề tương thích đối với xe hay không. Và theo như các bạn thì các cái tính năng mà tôi liệt kê ra dưới đây thì các bạn thấy có thực sự cần thiết hay không? Thì hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận.